Xin chào tất cả các anh chị cô chú đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV nha. Thì xin chúc tất cả các anh chị cô chú một buổi tối vui vẻ. Hiện tại là mình đang đứng tại xe cá Diên Chiên của Tô Phương này cả nhà ơi. Trong chiều nay như thế nào? Nè tôi cũng 100, 120, 130 gì đó gì. Rồi cái này phải xin lỗi. Cái này của chăm lộn xộn nè, nấu đen nấu hoài nè. Không có. Để thêm nó phải đợi nữa đó. Ăn hết này đi rồi kêu thêm. Ăn hết đi rồi kêu thêm, hiểu không? Cái gì cái chị em mình. Chị mới bỏ em đâu, em đừng có chọn rồi. Ăn hết đi rồi ăn luôn Tô Phương. Còn món Tô Phương á. Bán Phương. Dạ sao anh? Đấy là ăn hết đi còn món Tô Phương ăn luôn Tô Phương. Trời ơi, chết rồi. Cái đó của ai vậy? Trả tiền rồi. Nói biết rồi lấy tương nè. Lấy tương rồi đúng rồi. Thấy chưa? Cái tay bóc của em ở dưới hơi gấp. Cũng qua cửa hơi gấp. Em gấp là một hồi gối xuống ẩm mà đẻn luôn đó bé. Đó, ném cái tay tôi ra. Anh chị nghe Tô Phương nói cười. Anh chị ăn cá Diên Chiên Tô Phương được mấy lần rồi? Mới lại ăn lần đầu tiên à. Anh chị đến từ đâu vậy? Ở quận mấy à? Quận 8 à? Cũng gần đây. Thấy Tô Phương ngoài đầu như thế nào anh chị? Vui không? Đẹp trai hay đẹp gái nha? Gài mà không được cái gì. Mình vô trong này mình hỏi 10 người hết 9 người rưỡi là nói Tô Phương đẹp gái thôi cả nhà ơi. Gài thử hỏi đẹp trai đẹp gái mà. Bởi vì sao kêu đẹp trai cái là Tô Phương chiên khác liền. Nói chứ hello tất cả mọi người nha. Rất là cảm ơn mọi người. Ở gần cũng như ở xa đó mình dành ít thời gian mình ra mình ăn cá Diên Chiên ủng hộ em thì em rất là vui. Thì ai đang xem đó mọi người ở xa không có dịp ăn đó thì khi nào vào Sài Gòn thì mọi người có dịp ăn. Thì bây giờ trước mắt thì mọi người hãy giúp em cho anh xin một lượt like và một lượt đăng ký. Tô Phương chuẩn bị thi gì mà? Đó. Tô Phương nghe Tô Phương chuẩn bị thi gì phải không? Ngày mấy thi Tô Phương? 24 tây đáng chiến nè. 24 tây tới đây hả? 100 lộn xộn đáng chiến là Phượng mà kêu hoài cho Phượng. 150 là đang chiên luôn, hai chảo mà. 18 hối bà hối hoài luôn á. Chương trình ở đâu Tô Phương? Cái gì vậy? Thi người mẫu á. Thi người mẫu á, em không biết nữa. Không biết là Tô Phương thi kêu đi thi đâu đó. Nè, Miss Asino Win gì đó của Hương Giang làm giám khảo đó. Cũng như là đi vòng sơ loại á hả? Vòng sơ loại đó. Đang nhờ sự cổ vũ, sự chia sẻ đăng ký. Chia sẻ hình ảnh của bé Vũ Phương nè. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu giới thiệu luôn cho mọi người đi để mọi người. Trên trang của em đó, em có chia sẻ mà. Trên trang của Phương á hả? Tức là chia sẻ còn nhiều á thì em được dột lọt vô top. Được lọt vào top à? Top giữ xe. Ôi giời ơi. Trời ơi, người mẫu mà cái tướng em ngon, người mẫu nói chung là em đi thi là vì đam mê. Tại vì cái cuộc thi đó tổ chức nó dành cho cộng đồng LGBT. Cho nên mình phải đi để mình ủng hộ cuộc thi. Và cảm ơn chủ chương trình đã tổ chức một sân chơi dành cho những chị em cộng đồng LGBT. Cho nên phải để chủ Tô Phương yêu nghề người mẫu, đam mê đó cho nên thi thử. Rồi. Lỡ thi mà đợt giải rồi bỏ xe cá Diên Chiên luôn hả Phương? Trời ơi. Hả? Làm sao mà bỏ được? Thì hồi đó mình nổi tiếng quá luôn rồi. Mình đi show nhiều hơn. Thắng thua đối với em, đối với cuộc thi thắng thua không quan trọng. Quan trọng là tình cảm của những anh chị em ở gần cũng như ở xa. Mình đã bỏ phiếu bình chọn Hữu Phương cho nên Hữu Phương rất là cố gắng. Nói chung là mình đi tới đâu thì hay tới đó. Các bạn ơi, nếu mà xem ít bữa nữa các bạn bầu số danh số 01 nha cả nhà. Vũ Tô Phương nha. Đâu có làm số bây giờ chưa biết nữa nha. Chưa biết hả? Không một là thí sinh khác. Trời ơi. Bậy là bà, thấy không? Không một là thí sinh khác. Em chưa biết số bây giờ số mấy nữa nè. Rồi. Tưởng là có số bây giờ rồi chứ. Chưa. Tưởng nếu mà bầu số bây giờ 01 thì bầu Tô Phương nha. Cái nhà cứ thấy Tô Phương á là bầu. Em
mà lỡ tôi phương số 02 thì các bạn cứ bầu số 01 lựa giùm em luôn. Ừ, đừng tập gì chú, em không nhớ đâu. Bỏ vô lựa đi Diêu. Cái gì? Đó. Lấy đi, hết rồi. Bỏ vô. Bỏ đứng yên cái đó, chỗ dầu con đó nha. Rồi, coi chỗ dầu á con. Đó, thích căng nào bỏ vô. Đặt gáp mà đâu có dinh áp đâu, trừ khi nào mà kêu mấy anh gáp á, để đợi cho 716 thì mấy anh gáp lợi. Nè, kêu không ai lợi vậy? Kêu không ai lợi hả? Dạ. Vậy là nó ép mình đi mua đó. Dạ. Mới để em gặp anh đó. Đây, ráp đây, mới vừa nói ráp có ráp rồi. Đấy là anh hỏi. Dạ không, để em đợi. Đặt không hết đó. Không, ông chở mới xuống Long An chơi không đi bé. Em chở chị đi được. Trời ơi. Chở tôi Phương đi luôn đi. Chở đi chưa? Rồi em mới bay lại chim nha. Rồi khỏi gần lại chim đây sao quay? Em ráp cho điện thoại cho mày coi. Các bạn ơi. Này, mọi người bây giờ tới đầu đánh nha, đánh để ủng hộ Phương nha. Cà khịa Tư Phương nha cả nhà, cà khịa Tư Phương, mùi hấp dẫn lắm cả nhà ơi. Nhìn là mê luôn nè. Mùi chị ơi vậy. 55. Sáu mùi. Của chị 60 nha chị. Thấy dạ. Soi hai hạt tương tôi bỏ đây. Có mới đi hai vòng đi đi, còn có đi. Còn đây gần đây. Lấy hộp thôi. 150. 150. Nè hấp tương nè mẹ. Em xin em tương. Anh cứ tương nhà đó, bên hông là tự xịt giùm em đi ông xã. Vui vẻ đi tà ba. Đi thẳng vào bệnh viện luôn nha. Tôi bấm quẹ đó. Cái gì cái vui vẻ đi nha. Rồi 100 ngàn của ai đây? Đưa tiền rồi. Tôi Phương không bán 10 ngàn đâu. Tôi Phương bán 2 ngàn, 5 ngàn. Mà mua 10 ngàn nhiều quá. Tôi Phương la đấy. Trăm lộn xộn. Kêu chưa, kêu chưa. Rồi cái này của ai lựa đây? Của ai lựa của bà cỡ không? Tè, bánh tét nè. Này đúng không? Hết rồi, hết rồi. Cháu xã còn không bà? Nãy được mình nãy rồi. Hai bánh tét. Cắt rồi mà. Cắt rồi. Vậy là hết rồi đó. 60 rồi đó. Rồi của ai mới kêu về thì thay nhau rồi. Dạ, 100. Của bà cỡ này đủ ha? 1, 2, 3, 4, 20. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 80, 90, 100. Rồi, của mấy anh kia 200 đúng không? Đúng
200 lộn xộn. Nãy 150 ra đưa cho bà là bà lấy tiền rồi đó nha. Thì lấy tiền rồi tôi nói cái gì đâu trời. Vừa làm vừa cà kĩa dì Phượng đó. Hai trăm đó, phần có 200 đó, bỏ kêu nước đi. Cuộc sống Sài Gòn TV xin cảm ơn tất cả các anh chị cô chú nha đã theo dõi video của Cuộc sống Sài Gòn TV. Hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo của mình. Bye bye.